Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách Cánh Diều qua sách và bài tập. Bài 3. Bài đọc 3. Những hạt thóc giống. Câu hỏi 1. Nhà vua tìm người nối ngôi bằng cách nào? Đánh dấu chếch vào những ô trống phù hợp. Trước khi trả lời câu hỏi này, mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Những hạt thóc giống. Ngày xưa, có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi. Ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Có một chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm. Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành, nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước vua quỳ tâu. Tâu bệ hạ, con không làm sao cho thóc này nảy mầm được. Mọi người đều sững sờ khi nghe Chôm nói, nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi, còn ai để chết thóc giống không? Không ai trả lời. Lúc đó, nhà vua mới ôn tồn nói, trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kỹ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta. Rồi vua dõng dạc nói tiếp, trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này. Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh. Chuyện dân gian Khmer. Chú thích và giải nghĩa, bệ hạ, từ dùng để gọi vua với ý tôn kính, sững sờ, lặng người đi vì kinh ngạc hoặc quá xúc động, dõng dạc, nói to, rõ ràng, dứt khoát, hiền minh, có đức độ và sáng suốt. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi số 1. Nhà vua tìm người nối ngôi bằng cách nào? Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi. Ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Nhà vua tìm người nối ngôi bằng cách nào? Đánh dấu chếch vào những ô trống phù hợp. A. Cho sứ giả đi khắp vương quốc để tìm người hiền tài. Điều này là sai. B. Phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng để tìm người chăm chỉ. Chăm chỉ cũng là sai. C. Phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng để tìm người trung thực. Trung thực là đúng. D. Chọn người thu được nhiều thóc nhất để truyền ngôi. Đúng. Câu hỏi 2. Vì sao đến vụ thu hoạch, cậu bé Chôm không nộp được thóc cho nhà vua? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Vì Chôm chưa bao giờ trồng lúa. B. Vì Chôm không biết cách gieo hạt. C. Vì thóc giống không nảy mầm. D. Vì Chôm không chịu khó chăm sóc. Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước vua quỳ tâu. Tâu bệ hạ, con không làm sao cho thóc này nảy mầm được. Không làm sao cho thóc này nảy mầm được, tức là vì thóc giống không nảy mầm. Câu hỏi số 3. Vì sao mọi người đều sững sờ khi nghe Chôm nói, đánh dấu chếch vào những ô trống phù hợp? A. Vì mọi người đều không có thóc nộp cho nhà vua. Điều này là sai. Mọi người có rất nhiều thóc nộp cho nhà vua. B. Vì mọi người thấy Chôm dám nói ra sự thật. Điều này là đúng. C. Vì mọi người đều sợ Chôm sẽ bị nhà vua trừng phạt. Điều này là sai. D. Vì mọi người thấy Chôm rất dũng cảm, không sợ bị trừng phạt. Điều này là đúng. Câu hỏi số 4. Nhà vua xử sự thế nào khi nghe Chôm nói, đã dấu chếch vào những ô trống phù hợp? Mọi người đều sững sờ khi nghe Chôm nói, nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi, còn ai để chết thóc giống không? Không ai trả lời. Lúc đó, nhà vua mới ôn tồn nói, trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kỹ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta. Rồi vua dõng dạc nói tiếp, trung thực là đức tính quý nhất của con người.
ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này. Trôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh. A. Nhà vua nói ra sự thật là thóc giống đã luộc, không thể nảy mầm. À, điều này là đúng. B. Nhà vua trừng phạt cậu bé Trôm vì không nộp thóc. Điều này là sai. C. Nhà vua trừng phạt những người đem nộp thóc. À, điều này là sai. D. Nhà vua tuyên bố truyền ngôi cho cậu bé Trôm. Điều này là đúng. Câu 5. Vì sao em tán thành ý kiến trung thực là đức tính quý nhất của con người? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích. A. Vì người trung thực không bao giờ giấu giếm sự thật. B. Vì người trung thực sẽ làm mọi việc dựa theo lẽ phải. C. Vì người trung thực sẽ được mọi người tin tưởng. D. Ý kiến khác nếu có. Rồi, em chọn một trong các ý mà em thích. Thầy giáo ví dụ, các em chọn ý C. Hoặc là các em có thể nêu ý kiến khác của mình nếu có. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.